mừng bạn đến với kênh của shop giúp bạn trẻ đẹp chúng tôi luôn cam kết hàng chính hãng hãy liên hệ zalo bên dưới để được tư vấn miễn phí Cezum Bay lần vitamin C hiện đang là dòng Cezum dưỡng da trị mụn rất hiệu quả, giúp da trở nên trắng sáng, mịn màng và căng bóng sau mỗi lần sử dụng. Và được nhiều chị em tin dùng, nên vì thế mà hàng giả nhiều lắm. Để bạn không mua nhầm phải hàng giả thì trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật giả của Cezum Bay lần này nhé. Sự khác nhau đầu tiên bạn có thể nhìn thấy đó là màu sắc in bên ngoài vỏ hộp bên tay phải của mình là hàng giả, còn bên tay trái là hàng thật. Hãy nhìn màu sắc khác nhau rõ ràng ở những chỗ mũi tên này nhé, của hàng thật bên trái được in với màu sắc tươi sáng và sắc nét hơn, của hàng giả màu tối mà hơi mờ. Cũng sẽ thấy được kiểu chữ ở đây khác nhau. Màu tem hồng bên trái nhạt hơn, tem hồng hàng giả bên phải đậm hơn. À kiểu chữ chỗ này cũng có sự khác nhau nữa. Nếu có trên tay hai hộp xe dung thật và giả là bạn thấy được chúng khác nhau hoàn toàn trên nắp hộp giấy, bạn cũng sẽ thấy được kiểu chữ và màu sắc khác nhau. Chữ của hàng thật bên phải đậm và cân đối hơn. Mặt bên này cũng khác nhau, và dễ dàng nhận thấy được sự khác nhau ở kiểu chữ in. Ở mặt sau này cũng vậy, hộp xe dung hàng thật bên trái có màu nền sáng trắng hơn, chữ in rõ ràng hơn nhiều, không mờ như hàng giả bên phải. Thế ra bạn cũng có thể thấy được những sự khác nhau ở đây nữa, những chỗ này là những điểm khác nhau khá rõ ràng giữa hàng thật và giả. Theo mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt sự khác nhau của chai C zoom bên trong nhé. Hãy nhìn thấy nhất là sự khác nhau chỗ màu này của hàng giả màu đậm hơn nhiều, chữ thì nét mỏng và nhỏ hơn hàng thật bên trái. Màu sắc của chữ màu đỏ bên dưới và hình tam giác chỗ mũi tên cũng khác nhau rõ rệt. Mặt bên này bạn cũng sẽ thấy được màu chỗ những biểu tượng và logo này khác nhau, của hàng giả có màu đậm hơn hẳn. Bạn cũng có thể thấy được màu sắc chữ khác nhau giữa hàng thật và hàng giả. Vừa rồi là những đặc điểm khác nhau mà bạn có thể phân biệt được được dễ dàng. Khi mua hàng bạn nên yêu cầu được kiểm tra hàng trước khi nhận, hoặc bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng uy tín và có tâm. Đặc biệt là đừng nên ham mua hàng rẻ, vì giá rẻ quá có thể mua phải hàng nhái kém chất lượng, xài hư hết ra mặt. Và đừng quên đăng ký kênh của shop giúp bạn, trẻ đẹp để luôn cập nhật được những sản phẩm làm đẹp xu hướng mới nhất nhé.